Chị ơi, chị cứ tưởng tượng chị là trong nhóm tụi em luôn á. Chị là một thành viên mới luôn á. Chị nhảy rất là đỉnh luôn đúng không? Khúc cố rất là ăn nhịp luôn, khúc gì đó. Chị thấy có khúc nào như thế nào? Nói chung là rất tuyệt vời. Yeah. Ông công nhận. Không, anh công nhận, em choáng thật. Em chỉ nghĩ là các khúc này là chỉ có ngồi hát không thôi. Không ngờ nhảy vũ đạo luôn. Trời, xuất sắc quá. Cái khúc mà quăng khăn là chị chụp không kịp luôn. Em xin thay mặt nhóm BO6 xin được cảm ơn chị đã đến với Đông Tây Nam Bắc ngày hôm nay cùng tụi em. Cảm ơn em. Xin cảm ơn chị rất nhiều.